Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè. Ở video này thì Khải sẽ soi tiếp tục một cao thủ Tống Kim cho anh em xem. Ở lần này thì Tâm Thánh anh em thấy đồ AK anh em cũng thấy rồi, hiện tại bây giờ anh AK mới chạy đâu rồi nè, nên là không soi nữa. Tối nay thì có một người khá là mới, cũng mới cho bang mình. Đó là Mep Ben. Hôm nay được top 8, 143 mạng và một nơ bờ sông 112, Tử Vong 22 và Liên Chảm 30. Rồi, hôm nay thì Khải được top 5 rồi thôi. Và anh này được top 8. Anh em cùng xem sát đồ của cao thủ Mep Ben như thế nào nha. Trước mắt thì Khải thấy anh này đang sở hữu cái chắc chắn là trong này đang có một kỹ năng rồi này mà. Nhiều khi không thấy cái vầng trăng trên đầu là một kỹ năng nữa. Vầng trăng trên đầu là một kỹ năng nữa. Mà không biết sao nhưng hình Khải là không thấy được. Hôm nay là tại vì cái kỹ năng nhất kỹ 15 ngày nó khá là rẻ nè. Nên tầm này ai cũng có một kỹ năng hết rồi. Rồi anh em xem sát đồ này. Tại đang cầm cái đao tóc 30, kháng độc 19. Không biết cái đao, ủa cái đao nào mất tiêu rồi. Ủa cái đao bữa đâu rồi anh Mad Ben? Đao nó mất tiêu rồi. Đao nô 1 nó mất tiêu rồi. Chuyện cả 11. Đang bạch nè á, ủa sao không thấy anh? Ok. Trời ơi. Chứ sao nãy em thấy em mang, anh mang cái đao tóc 30 kháng độc 19 ta. Đây anh em ơi. Anh em đó, đao tóc 30. Thầy đi bot, vãi cái thầy đi bot. Bot cầm sát thương một lý, đam to, tự nhiên thầy cây cùi. Áo vãi rồi. Đây anh em đó, đao nô 1 anh em. Tóc 30, sát thương 32 và 100%. Hiện tại so với những cái đao hợp kim thì cái này là nô 1 nào, chưa có cái đao nào mà tím mà ép ra được hơn này nha anh em, chưa có cái đao nào luôn nha. Ừ, và ban ra được 1 tháng thôi, mới vào ban thôi. Đây. Mới hơn, nói chung ảnh mới vào ban được hơn mười mấy ngày thôi nè. Nhân viên kháng cả 11. Thổ. Áo kháng băng hồi 40. Bao tay kháng lô 30, sinh lực lực. Và đai lưng. Đai lưng này thì khá đẹp rồi nè, mắt pin luôn nè. Hay là 40. Đôi giày. Đôi giày 40, 22, 40. Và đi vào nón kim là kích được đôi giày dòng 2. Nóng kim, nóng lá, sinh lực lực, nóng này của Khải. Trước Khải đợi cho Tâm Thánh 500 xu ép xuống nóng lá mất mấy kim bạn nè. Đợi Tâm Thánh 500 xu thì Tâm Thánh đợi lại cho Mep Ben. Nhẫn 930. Nhẫn 540. Người bội lên chạm kháng lốc 29. Đó, tính ra thì hôm nay ạc này được top 8 rồi nè. Thì nhìn sơ qua sát đồ thì cho anh em cùng xem sơ qua thì cái đao này thì Khải cái đao này tương đối server này khoảng tầm 2 đến 2 triệu rưỡi. Cái đai lưng này cũng vậy nè, đai lưng này cũng tầm 2 đến 2 triệu rưỡi, hai món cho 5 triệu đi. Đó, giá chiên này hôm trước Khải bán 7, Khải bán 10 kim là 700k, 10 kim 700k, 5 triệu 7. Nên như vậy cái áo này F3 dầm thì khá rẻ, áo này chắc cũng tầm 2 đến 3 kim. Bao tay này cũng vậy nè, hai món này cộng lại khoảng 300.000 đây, 6 triệu, sắt đầu này 6 triệu. Và đôi giày này mới có 4 dầm thôi, chưa mát hết nữa, đôi giày chắc cũng tầm 5 kim, khoảng 300.000 nữa. Thì nói chung tổng set đồ này thì khoảng tầm gần 7 triệu nè. Set đồ này tầm 7 triệu nha nè. Đó. Nói chung là đẹp nhất là cái đai này nè. Đó, đai đẹp không? Đai tím đẹp không? Rồi, tiếp tục là cái đao. Rồi, đôi giày. Dây chiên. Vào tay. Và lại áo. Nói chung thì ạc này cũng sắp xỉ full đồ tím rồi nè. Nhưng mà anh ta ép không có hết dòng nè. Anh ta chỉ ép những dòng quan trọng thôi, không ép hết dòng. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên cho Mep Ben, cao thủ của Long Đao, một like chia sẻ cho anh em. Hiện tại đang top 15, chắc là cũng 112 cấp rồi. Đó nè. Rồi ok, anh em thích soi cao thủ nào thì cứ sau trận Tống Kim thì cứ comment Khải cho soi nha anh em. Lúc này còn có một số cao thủ định soi mà soi không được anh em à. Tại vì đi khắp bên không soi được.